một quảng cáo dành cho Mattel. Ồ, các con có thể giúp mẹ không? Cố lên, Black. Các con, cứu. Được rồi, mẹ ơi. Các con, giúp mẹ đi. Mẹ ơi, chúng ta cần phải mạnh hơn. Chúng ta cần sức mạnh bên trong. Dạ. Đi thôi. Wow. Đi nào. Wow, nó quá lớn. Bạn cần phải trải qua khóa học vượt chướng ngại vật 3 lần và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giống như siêu sao WWE yêu thích của bạn. Tôi đã sẵn sàng. Cố lên các con. Đi nào. Oh yeah. Mẹ đây, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên các con. Đáng kinh ngạc. Yeah. Đi nào. Oh yeah. Chúng ta đã hoàn thành. Yeah. Hả? Hả? Gì? Gì? Trông giống như John Cena. Tôi tuyệt hơn. Cảm ơn các con. Mẹ được chào đón mẹ ơi. Và những bất ngờ. Bản tù ti. Em đầu tiên. Undertaker. Wow. Wow. Đó là Drew McIntyre. Roman Reigns. Tuyệt. Nhiều siêu sao WWE. Vui hơn. Hãy mở và chơi. Yeah. Wow, Undertaker và một cái xẻng. Đây là đội của em. Đây là đội của em. Hãy bắt đầu trình diễn. Yeah. Đi. Không. You. Boom. Ôi không. Cố lên rồi. Cố lên rồi. Boom. Yeah. Tôi là một người chiến thắng. Tôi sẽ giúp bạn rock. À. Nikki, hãy chơi cho một đội. Yeah. Cú đấm sức mạnh. Không. Không. Chúng ta đã đi quá xa. Đúng. Hãy đi giúp mẹ. Nhà vô địch của mẹ. Làm việc nhóm tạo nên công việc đáng mơ ước. Dạ đúng. Yeah. Cảm ơn Mattel vì đã tài trợ cho chúng tôi và giúp tôi tạo ra video này.